chào tất cả các quý anh chị và chào mừng quý anh chị đã đến với chuyên đề ngày hôm nay của em Thiện. Và chủ đề ngày hôm nay mà em Thiện muốn chia sẻ cho tất cả các quý anh chị đó là lãi suất kép trong bất động sản. Và thưa tất cả các quý vị anh chị, thì lãi suất kép thì chắc hẳn là chúng ta đã nghe đến rất nhiều, đúng không ạ? Và có một câu nói nổi tiếng của Albert Einstein về lãi suất kép, đó là lãi suất kép thì chính là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Với những ai hiểu được nó thì sẽ kiếm được rất là bội tiền từ lãi suất kép, và những ai không hiểu được nó thì sẽ phải trả giá cho điều đó. Và trước khi chúng ta phân tích về lãi suất kép và cụ thể là trong ngành bất động sản, thì Thiện muốn chia sẻ với anh chị một câu chuyện, đó là hạt lúa và bàn cờ. Xin mời anh chị cùng lắng nghe. Ngày xưa rất xưa thì có một người tạo ra bàn cờ và giúp nhà vua thư giãn, rèn luyện trí tuệ. Nên là nhà vua muốn trọng thừa ông bất cứ một thứ gì, thì ông lão nói là ông không cần làm quan, cũng không cần tiền, ông chỉ thích lúa. Và nhà vua cười bảo là nhà ngươi cần bao nhiêu. Người dân thì trả lời là dạ, trên bàn cờ có 64 ô vuông thì thần chỉ cần là số lúa. Đó là thứ nhất, ô thứ nhất thì bỏ vào một hạt lúa, ô thứ hai bỏ vào 2 hạt, ô thứ ba bỏ vào 4 hạt, ô thứ tư bỏ vào 8 hạt, và cứ như vậy đến với ô cuối cùng, tức là ô sau sẽ gấp đôi ô trước. Thì nhà vua rất là chủ quan và vua chỉ nghĩ là chỉ tốn vài trăm cân nên đồng ý. Nhưng mà cái thực sự thì nó có phải như vậy không ạ? Là chúng ta cùng liên tưởng là sau khi tính toán ra thì chúng ta sẽ có số hạt lúa là 2 mũ 64 - 1, và tổng cộng là bằng 18 tỷ hạt lúa. Và với mỗi số hạt lúa nặng 0,029 gram thì nhân lên thì chúng ta sẽ được 536 tỷ tấn lúa. Số lúa gạo đó thì bằng số lương thực của toàn bộ người hiện đại chúng ta sản xuất trong hơn 2 thế kỷ. Và câu chuyện hạt lúa thì tưởng đâu là không là nhỏ, nhưng mà không thể nhỏ lúc nào. Thì đấy chính là cái bí mật của lãi suất kép, thì nó nằm ở đó. Thì vậy thì lãi suất kép là gì? Nó được hiểu là số tiền lãi bạn nhận được và tiếp tục gộp vào cái số vốn ban đầu để tiếp tục sinh lãi. Hay ta thường nói là lãi mẹ đẻ lãi con, chính là như vậy. Và ở các chuyên đề trước thì Thiện đã chia sẻ về cái công thức tính lãi suất kép. Thì lãi suất kép chính là bằng A và bằng P nhân 1 cộng G mũ N. Thì trong đó là A là số tiền mình có trong tương lai, P là tiền đầu tư ban đầu, R là lãi suất kép, và N là số chu kỳ của lãi suất kép. Và một ví dụ cụ thể cho anh chị dễ hình dung, đó chính là nếu mà anh chị gửi 100 triệu trong vòng 10 năm với lãi suất là chỉ cần 10% một năm, thì như vậy sau một năm thì anh chị có 110 triệu. Năm thứ hai tiếp tục để 110 triệu đó và gửi vào ngân hàng, thì năm thứ hai thì cũng với lãi suất 10% của 110 triệu thì anh chị sẽ có là 121 triệu. Và cứ thế đến 10 năm thì ta sẽ có là A bằng 10 x 10 cộng 10% nhân mũ 10, thì chúng ta sẽ có là xấp xỉ 260 triệu. Vậy nếu anh chị đầu tư 1 tỷ thì chúng ta sẽ có là 2 tỷ 600 triệu vào trong 10 năm sau. Và tương đương với 10 tỷ thì chúng ta sẽ có là 26 tỷ 600 triệu trong 10 năm sau. Như vậy là lãi đơn của 10 năm thì chỉ có là 200 triệu, còn lãi kép thì giúp chúng ta có thêm 60 triệu. Có một quy tắc rất hay để biết rằng là trong vòng bao nhiêu năm sẽ có số tiền gấp đôi lãi suất, đó là quy tắc 72 giờ. Quy tắc 72 giờ thì nói rằng là nếu bạn muốn biết, nếu anh chị muốn biết là bao nhiêu năm để số tiền của chúng ta có thể tăng gấp 2, thì chỉ cần lấy 72 chia cho số lãi kép đó. Khi này thì anh chị sẽ tự lấy ví dụ. Thì có một cái ví dụ cụ thể hơn nữa về lãi suất kép, thì xin mời anh chị cùng nhìn cái bảng tính này. Cụ thể hơn là chúng ta sẽ có một số vốn cụ thể trong đầu tư bất động sản. Thì ở đây thì Thiện có một cái bảng so sánh giữa lãi suất đơn và lãi suất kép để anh chị dễ hình dung.
Ví dụ như là chúng ta đang có xuất phát điểm đầu tư bất động sản, đó là với số vốn là 2 tỷ. Thì lãi suất đơn ở đây anh chị hiểu là chúng ta đầu tư, chúng ta sinh lời và chúng ta sẽ thu tiền về. Còn và chúng ta lại bắt đầu đầu tư cũng như bằng số vốn ban đầu. Còn với lãi suất kép thì chúng ta là khi đầu tư chúng ta sinh lời, chúng ta sẽ dùng cái số tiền ban đầu cộng với số tiền sinh lời chúng ta tiếp tục đầu tư bất động sản. Thì ở đây có một cái bảng tính rất cụ thể đối với cái việc là chúng ta đều xuất phát vốn phát điểm từ cái số vốn là 2 tỷ và với lãi suất là 20%. Thì anh chị có thể thấy là năm thứ hai thì nó không chênh lệch nhiều, chỉ là 80 triệu với cùng lãi suất là 20%. Thì lãi suất kép thì đâu đó là sinh lời tầm 22%. Đấy, còn từ năm thứ 6, năm thứ 10 và năm thứ 20 thì nó chênh lệch một con số rất khủng khiếp. Thì cụ thể thì chúng ta so sánh ở năm thứ 20 thì lãi suất đơn chỉ sinh lời với số lãi là 10 tỷ, còn với lãi suất kép đó là 76 tỷ, nghĩa đây là có cái sự chênh lệch là 66 tỷ, gần gấp 7,5 lần so với cái mức lãi suất từ lãi suất đơn. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là cái lãi suất từ đến cái việc từ cái việc là áp dụng lãi suất kép thì nó kinh khủng đến mức như thế nào. Điểm chính để phát huy được lãi suất kép thì cái yếu tố thứ nhất đó chính là yếu tố về thời gian. Để lãi suất kép mà phát huy được sức mạnh thì thời gian phải đủ dài và giữ được bất động sản phải đủ lâu. Và thứ hai nữa là cái mức lãi suất đến từ lãi suất kép thì vừa rồi chúng ta chỉ cần là lãi suất 20% một năm thì lãi suất cái khoản lợi nhuận của chúng ta đã khủng khiếp như vậy. Thì trong đầu tư bất động sản thì những cái lợi nhuận như 30%, 50% hay là x2 tài sản nó thường tồn tại rất là nhiều. Thế vậy nếu mà chúng ta đảm bảo được cái mức lợi nhuận nó 30, 50 thậm chí là x2 tài sản thì cái con số của chúng ta thì thật sự là nó còn kinh khủng hơn rất nhiều so với cái con số là 76 tỷ. Thì nếu chúng ta áp dụng lãi suất kép thì anh chị thử nhân tiền lên thì nó thật sự là kinh khủng. Và cái câu hỏi thì được đặt ra ở đây là khi kinh doanh thì anh chị mua bất động sản, anh chị có kiên trì để nó trong 10 năm hay 20 năm được hay không. Thì cái câu chuyện của đầu tư của anh chị thì nó có kéo dài đến 10 hay 20 năm không, hay là cái suy nghĩ cái mong muốn của mình nó chỉ là 1 tháng hay 2 tháng hay thậm chí là kéo dài nhất nó cũng chỉ đến 10 tháng là anh chị phải lấy tiền ngay lập tức. Thì yếu tố chính đó là thời gian và lãi suất thì nó có thể mới có thể là nhân tiền lên gấp bội lần. Thì ngày hôm nay anh chị nếu sẵn sàng bỏ ra 2 tỷ và coi nó là cái tài sản để cho con cái sau này thì 10 năm sau hay 20 năm sau thì cái tổng tài sản của anh chị nó sẽ là 76 tỷ nếu chỉ đi với lãi suất 20%. Còn nếu ở đây là lãi suất 30% hay 50% thì cái con số tài sản mà anh chị để cho con cháu của anh chị thì nó còn kinh khủng hơn rất nhiều. Lãi suất kép thì về cơ bản thì nguyên lý của nó rất là đơn giản, nhưng cái việc chúng ta kiên trì được hay không nó mới thực sự là cái yếu tố giải quyết vấn đề.